Rồi. Nào, hai con chào các ông các bà đi nào. Giỏi quá nhỉ. Rồi, hai con chơi đi nhá. Được đèn lồng là thích quá rồi nhỉ. Phát kẹo luôn Huế ơi. Lấy kẹo cho các cháu luôn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Ngày hôm nay thì Xuân Hữu sang bên này phát kẹo cho các bé. Ở đây thì có rất nhiều bé có gia đình hoàn cảnh khó khăn và phát quà trung thu cho các bé. Năm nay lũ lụt thì hỗ trợ phát các bé một chút, có cái đèn lồng về nhà chơi, còn không tổ chức rước đèn. Có ít bánh trung thu với lại kẹo. Đồ bánh trung thu thì ở đây hết rồi. Đông vui nhà bên này. Mấy ban chị nghỉ thôi nha. Đây này, Huế phát bánh này. Bây giờ nhận bánh trước nhá. Không cần nhá bé ơi. Mát đâu về đây hồ bố phát quà này. Đây có đủ chưa? Đây cho bé này một cái. Nhấp. Đây phát cho bạn này nữa cơ mà. Cho các bé ngồi sau nữa.
Đi quay mấy bé nó đang bị kẹt. Cái này phan hết đi, phan hết cho không bà đi. Mày đang men à? Vậy em đi. Bên đây. Anh bán rồi. Có mất đây luôn luôn đâu. Anh ơi làm luôn đi. Mỗi bữa hai tháng đầu. Mỗi bữa hai tháng đầu. Mỗi bữa hai tháng đầu. Mình chắc mà về đó mình cũng không mày. Mình không có không? Tẹp này là 10 cái. Con đèn lồng nữa nha, im nào. Con đèn lồng nữa mà. Con đây. Cho cái ấy kia một cái bánh nữa. Ôi, xuống, ôi, xuống. Ôi, xuống, ôi, xuống. Có ai nữa nhỉ? Phải không mọi người cầu bán ông Vũ quay cái Vũ. Đấy anh à, đúng rồi. Sao lại có cái cây kìa? Anh à móc cái cây vào đi. Có cái cây mà. Cái que. Cái que. Đúng rồi, móc vào. Nó có cái móc vào mình cầm hả? Con ơi, bắt cái bà xin ra bây giờ con. Có hết chưa mày bé bên này? Nó lấy vừa nhặt. Đi đồ sau rồi sau. Có hết chưa nè? Con có hết đen luôn chưa? Đây đây. Đi làm chưa?
Rồi. Nào hai con chào các ông các bà đi nào. Giỏi quá nhỉ. Rồi hai con chơi đi nhá. Được đèn lồng là thích quá rồi nhỉ. Đấy. Nến. Con nến chưa? Em đưa nến cho. Đấy, em phát đi phát nến này. Đây, hai đứa cầm 4 cái nến này. 4 cái. 4 cái nha. Bé nào cũng hào hứng có quà trung thu. Anh
Xuân Hữu cùng các anh chị em vừa trao bánh trung thu cũng như đèn lồng và một số phụ kiện để về cái mấy bé nhận được đồ về đang đi về nhà kìa. Đấy, đang muốn về nhà. Ây da. Đi vào đi các con. Đứng vào đấy đi. Bé nào cũng hào hứng có quà trung thu. Đẹp. Rồi, bye bye các bé nha, ngoan học giỏi nha. Tạm biệt. Các hồ nhớ chiều nay lên hồ trường nhá. Khu vực này có 3-4 cái ao rất là đẹp các bác ạ.